vẽ anh ơi. Đó là 9 là to. Thế luôn. Cái hoa này rất hợp với đất đỏ này, cho nên là bản thân hình là cái hoa to mà đẹp. Màu anh đẹp. Mình là gieo cho anh Minh. Đẹp hơn em rồi. Màu đẹp hả? Không qua tí nước chứ. Có, không tí nước ấm. Rồi. À, thì đây là một cái vườn hoa gọi là tại đồi hoa Xuân Thái Hoa. Năm 2019-2020. Đồi hoa năm nay thì rất là nhiều cái chủng loài hoa. Ví dụ phía bên ta đây là thăm khoảng 20 ngày nữa sẽ có một cái hoa sạc pháo xanh. Sau lưng ta đây là hệ thống hoa cột cành bướm nhiều màu, ta gọi là cốt mốt mít. Phía bên phải này là phía xa xa một tí, đó là trước đó là cái ta hoa tam giác mạch. Cái ta hoa tam giác mạch là hoa cúc thạch thảo tím, nó xuất xứ từ Tây Nguyên. Rồi kế đến đó là một tuần nữa sẽ có cái hoa cúc hòa mi khoe sắc ở mang cái màu sắc của Hà Nội về với Thái Hoa. Còn đây là hệ thống cành bướm cột một mít nhiều màu, có cái đỏ đơn sắc như màu vàng, rồi là màu trắng, và dưới kia nữa là có cúc zinnia, cúc bảy màu. Như vậy là cái đôi hoa năm nay là cái đa dạng với sự khoe sắc của bảy cái loài hoa. Sắp tới sẽ có đầy đủ bảy cái loài hoa cùng khoe sắc ở trên cái cánh đồng cái đôi hoa Xuân Thái Hoa năm nay. Bây giờ mọi người đi theo dõi và đôi hoa này sẽ được mở cửa chính thức từ ngày mùng 10 tháng 11 tức là ngày hôm nay, và sẽ mở cửa kéo dài cho phục vụ cho đến gần đến Tết Nguyên Đán. Thì cơ bản thì đôi hoa sẽ có phục vụ bà con nhân dân trong vòng khoảng 2 tháng từ dư cho đến Tết Nguyên Đán, để bà con anh em tại quê hương Nghệ An cũng như là các tỉnh lân cận cũng như bà con xa quê trở về thì có đầy đủ thời gian và cơ hội để có thể thưởng thức hoa cùng với đôi hoa Xuân. Đối với cái cúc hoa mỹ này là một cái dòng hoa cúc rất là đặc biệt. Đây là cái dòng hoa cúc nó đặc trưng của vùng đông băng Bắc Bộ. Và cúc hoa mỹ giống như một cái lời chào đón đầu mùa đông. Và hiện nay là cúc hoa mỹ đã đóng nụ và đang hé ấp, thì cũng đã có những bông bắt đầu là chớm nở. Thì sang đây ta sẽ nhắc thử một bông cúc hoa mỹ. Đây rất thơm. Đây là một cái bông cúc hoa mỹ chớm nở đầu tiên. Cái cúc hoa mỹ như là một cái lời chào đông về với đôi hoa Xuân. Đấy. Thì đối với cái dòng cúc hoa mỹ này thì thời gian trồng của nó rất là dài, kéo dài từ hơn 4 tháng. Và nhưng mà thời gian nở thì lại rất là ngắn ngủi, chỉ được khoảng 10 ngày thôi. Cho nên là những ai mà yêu quý cúc hoa mỹ thì sẽ phải nhanh chóng kịp thời, trong khoảng một tuần nữa thì cúc hoa mỹ sẽ nở rộ, và cúc hoa mỹ sẽ nở và sẽ kết thúc cái vòng đời của cái bông hoa chào đông này trong vòng khoảng khoe sắc trong vòng khoảng 10 ngày là gần như là cúc hoa mỹ là sẽ phải thu hoạch. Cho nên là nếu mà cái sự muộn màng của du khách về với Thái Hoa thì có thể là phải lỡ hẹn với cúc hoa mỹ năm nay. Đây là một dòng hoa rất là thơm, rất là đẹp, é ấp, kín đáo. Và nó thể hiện được cái như một cái sự chờ đợi và cái lời chào của cái mùa đông, và chào đón một cái mùa xuân về với khoe sắc cùng với đôi hoa Xuân và bà con nhân dân. Đây. Còn ta sẽ sang đôi hoa tiếp theo, đó là hoa cúc thạch thảo tím. Hello,
Rồi, giới thiệu mọi người đấy là cúc thạch thảo, rất nhiều bà con gọi đấy là cúc hoa lưu ly tím. Thì cúc thạch thảo này thì nó có làm cái dòng hoa đặc trưng của miền nhiệt đới và nó có nguồn gốc được di thực từ Lâm Hà, Lâm Đồng. Ở đây cái hoa cúc thạch thảo này thì nó có độ cao nó khoảng tầm 50-60 cm, tùy thuộc vào cái điều kiện nuôi điền thắp sáng của nó. Và thời gian sinh trưởng của dòng hoa này là nó kéo dài trong vòng 90 ngày là nó có thể ra hoa. Và thời gian ra hoa cho đến lúc nó tàn á, nếu chăm sóc dinh dưỡng nước nuôi đầy đủ thì nó có thể cho hoa trong kéo dài trong vòng khoảng 2 tháng. Với những cái bông hoa trước nở và những bông hoa phía dưới vẫn tiếp tục là đâm nụ và đẻ nhánh đâm nụ tiếp tục. Cho nên là đối với hoa cúc thạch thảo là như một sự chờ đợi thủy chung rất là bền bỉ, rất là gan dạ, rất là cán trường, dùng như sự chờ đợi, đúng như cái tên của cái màu hoa của nó là thủy chung chờ đợi. Nó rất là lâu, rất là bền hoa. Đối với cái dòng hoa này thì nó cũng thơm, có hương thơm và có cái thời gian dài, cho nên là một trong những cái loài hoa nó có cái khả năng thích nghi được với cái điều kiện thổ nhưỡng cũng như khí hậu của cái vùng miền Tây Sứ Nghệ, đặc biệt là cái vùng đất đỏ Ba Gian này. Còn mời từng tái tài sáng cái khu vực đôi hoa Tam Giác Mạch. Ngà chỗ này. Đây là những cái bông hoa Tam Giác Mạch. Hoa Tam Giác Mạch là một cái dòng hoa ngắn ngay. Thì như đối với cái những cái bông hoa bắt đầu khoe sắc trắng này thì nó dần dần càng ngày thì cái ngông hoa nó chuyển cao tầm khoảng 20-30 cm. Thì đối với cái hoa này mới nở thì ban đầu là sắc trắng, sau đó chuyển sang phớ thông, rồi sau chuyển sang màu đỏ đậm và bắt đầu là kết hạt. Hoa này thì thời gian sinh trưởng của hoa này là trong vòng 50-60 ngày là cho hoa khoe sắc. Đây là một cái dòng hoa dễ tính, được di thực hạt giống từ cái vùng cao nguyên đá Hà Giang về với Thái Hòa, và nó cũng đã rất là thích nghi như các bạn và mọi người thấy đây. Đây là một cái vùng hoa Tam Giác Mạch được thi công trong vòng khoảng trong độ khoảng 3.000 m2 và đã đơm hoa. Và đôi những cái loài hoa này thì nó sẽ giúp cho đôi hoa nó trở nên đa dạng hơn, và nó cũng mang cái không gian, cái không khí của cái núi rừng Tây Bắc hoặc là cái vùng cao nguyên đá Hà Giang về với Thái Hòa. Đấy là một cái dòng hoa rất là giản dị nhưng mà cũng thể hiện được cái khỏe khoắn của núi rừng và cũng là cái tâm hồn khoáng đạt của người đồng bào miền núi. Cũng là một trong những loại thực phẩm để có thể nấu rượu và ta có thể xay với rượu Tam Giác Mạch. Rồi đi từ từ. Đi từ từ. Rồi đi, cứ đi từ từ. Rồi nhìn đây, giơ hai ngón tay lên cười. Rồi. Hả, sao không? Nhìn nhau cười. Hát đi, có xe ô che nắng đây.